Vậy ngài có nghĩ rằng đã đến lúc chín muồi để Việt Nam có hệ thống đa đảng hoặc có các đảng khác ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam để có thể tính tới các quan điểm của nhiều nhóm sắc tộc khác nhau, nhiều dân tộc khác nhau? Ví dụ như Việt Nam thì có Ủy ban Dân tộc để giải quyết vấn đề này không? Hiện nay tôi được biết là trên thế giới dư luận cũng rất quan tâm là tại sao Việt Nam chỉ có một đảng lãnh đạo thôi. Một đảng lãnh đạo thì có dân chủ không? Tại sao lại không thực hiện chế độ đa đảng? Vấn đề này thì ý kiến khác nhau tranh luận. Tôi không phản đối và cũng không định kiến với ở nước các nước có chế độ đa đảng. Nhưng riêng tôi thì tôi nghĩ là không phải là nhiều đảng thì nhiều dân chủ hơn. Hai đảng thì có ít dân chủ hơn mà một đảng thì lại ít dân chủ nữa. Thì mỗi nước có hoàn cảnh lịch sử cụ thể khác nhau. Thậm chí có nước có vua, có nước không có vua. Có nước có thủ tướng, có nước không có thủ tướng. Có nước có tổng thống lại có cả thủ tướng. Thì mỗi nước có một cái mô hình tổ chức khác nhau thì chúng tôi rất là tôn trọng. Cái điều quan trọng là xã hội có phát triển không, nhân dân có được hưởng cái cuộc sống ấm no hạnh phúc không, và cái đất nước có ổn định để ngày càng phát triển đi lên không. Đấy là cái tiêu chí quan trọng nhất. Chúng tôi thì quan niệm là cái kinh tế và hệ thống chính trị bao giờ có mối quan hệ biện chứng với nhau, và đã rút ra kinh nghiệm là đổi mới kinh tế phải đồng bộ với đổi mới cái hệ thống chính trị. Thì với cái mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa như tôi vừa nói đấy, không hoàn toàn là kinh tế thị trường tự do, cũng chưa phải là kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa, phải có một hệ thống chính trị tương ứng. Và chúng tôi cũng tổng kết rút ra một cái bài học là chúng tôi quá trình đổi mới phải giải quyết rất tốt cái mối quan hệ giữa ba cái vế là đổi mới, ổn định và phát triển. Trong đó ổn định là tiền đề, đổi mới là động lực và phát triển là mục tiêu. Thực tiễn các bạn thấy là đất nước chúng tôi là chính trị xã hội ổn định, nhân dân được làm chủ thực tế, quốc hội hoạt động ngày càng dân chủ, các đoàn thể là cũng có tiếng nói và đang làm cái nhiệm vụ phản biện và giám sát xã hội, và đất nước còn đang phát triển, đang đi lên. Thì chúng tôi từ thực tế thì thấy là cái trong hoàn cảnh đất nước cụ thể của chúng tôi thì thấy là chúng tôi thực hiện cái một đảng vẫn là có hiệu quả nhất. Và cũng không nhất thiết cứ kinh tế thị trường thì nó là phải đa đảng. Và chúng tôi nói là ở Việt Nam chưa thấy sự cần thiết khách quan cần phải có chế độ đa đảng. Xin cảm ơn Ngài Chủ tịch.